Ted Bundy, tên khai sinh là Theodore Robert Cowell, là con trai của người phụ nữ mang tên Eleanor Louise Cowell. Hắn ta được sinh ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1946 tại nhà hộ sinh Elizabeth Land dành cho các bà mẹ đơn thân. Danh tính thực sự về cha ruột của Bundy chưa bao giờ được xác nhận. Một số cái tên đồn đoán về cha của Bundy bao gồm Lloyd Marshall, một nhân viên bán hàng và là cựu lính không quân Hoa Kỳ, Jack Worthington, một cựu chiến binh giàu có, hay Samuel Cowell, cha ruột của Louise Cowell và cũng là ông ngoại của hắn ta. Bundy oán hận mẹ mình suốt đời vì đã không bao giờ nói cho hắn ta biết về người cha thật, khiến hắn phải tự tìm tòi về gốc gác của chính mình. Suốt 3 năm đầu đời, Bundy sống trong ngôi nhà ở Philadelphia cùng ông bà ngoại, những người đã nuôi nấng hắn ta như con trai ruột để tránh sự kỳ thị của xã hội vì Bundy là đứa trẻ ngoài giá thú. Ông ngoại của Bundy được cho là một tên độc tài hách dịch, bảo thủ, kỳ thị người da màu. Còn bà ngoại của Bundy được hắn mô tả là một người phụ nữ rụt rè, thường xuyên phải trải qua các liệu pháp điều trị chứng trầm cảm bằng điện. Năm 1950, mẹ của Bundy là Louise cùng nhau rời Philadelphia để chuyển đến sống với hai người anh em họ là Alan Scott và Jane Scott ở Washington. Một năm sau, mẹ của Bundy kết hôn với John Culpepper Bundy, một đầu bếp của bệnh viện. Johnny và Louise có với nhau 4 người con. Mặc dù đã cố gắng, nhưng Johnny không thể gần gũi với đứa con riêng của vợ là Ted Bundy. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1965, Bundy theo học tại Đại học Puget Sound một năm trước khi chuyển sang Đại học Washington để học ngành ngôn ngữ chung. Năm 1967, Bundy có quan hệ tình cảm với một nữ sinh cùng lớp tại Đại học Washington. Cô gái này sau này thường được gọi là Stephanie Brooks. Tới năm 1968, Bundy bỏ học đại học và chuyển sang làm một loạt công việc với mức lương tối thiểu. Ngay sau đó, Brooks chia tay Bundy và trở về gia đình cô ở California. Cô thất vọng và cho rằng Bundy non nớt và thiếu tham vọng. Một bác sĩ tâm thần sau này cho rằng đây là thời điểm then chốt trong quá trình phát triển tâm lý của tên sát nhân. Năm 1969, một năm sau khi chia tay bạn gái, Bundy gặp và hẹn hò với Elizabeth Clover, một phụ nữ đã ly hôn, đang làm thư ký tại Viện Dược, trường Đại học Washington. Mối quan hệ đầy sóng gió của hai người vẫn tiếp tục tốt đẹp, ngay cả sau khi Bundy bị giam lần đầu vào năm 1976. Sau khi quen Elizabeth, Bundy tập trung vào việc học tập và hoạt động chính trị. Hắn ta được các giáo sư tại Đại học Washington đánh giá cao về chuyên ngành tâm lý học mà hắn đang theo đuổi. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 1974, Bundy bỏ ngang việc học. Và đây cũng chính là thời điểm những phụ nữ trẻ bắt đầu biến mất ở khu vực Tây Bắc của Hoa Kỳ. Không có sự thống nhất trong việc xác định xem đâu là thời điểm cũng như là địa điểm Ted Bundy bắt đầu giết phụ nữ. Các nạn nhân của Bundy được ghi nhận sớm nhất vào năm 1974 khi hắn ta 27 tuổi. Lúc này, trong thời đại mà kỹ thuật lập hồ sơ DNA chưa tồn tại, bằng cách tự tìm tòi, Ted Bundy đã thành thục các kỹ năng cần thiết để bỏ lại hiện trường lượng bằng chứng pháp y ít nhất có thể. Nửa đêm ngày 4 tháng 1 năm 1974, Bundy bước vào căn phòng dưới tầng hầm của cô gái 18 tuổi, Karen Sparks, một sinh viên tại Đại học Washington. Sau khi đánh Sparks bất tỉnh bằng một thanh kim loại lấy từ khung giường, hắn ta dùng chính thanh kim loại này hoặc có thể là một chiếc kẹp mỏ vịt bằng kim loại, vật dụng chuyên dùng để khám âm đạo, và tấn công tình dục Sparks, gây thương tích trầm trọng cho cô. Sparks may mắn sống sót và bất tỉnh 10 ngày, nhưng đi kèm với đó là những vết thương theo cô suốt cuộc đời, cả về thể chất lẫn tinh thần. Một tháng sau đó, Bundy tiếp tục đột nhập vào phòng Linda Ann Healy, cũng là một sinh viên Đại học Washington. Hắn ta đánh bất tỉnh Healy, mặc cho cô một chiếc quần jean xanh, chiếc áo blues trắng và đôi giày ống rồi mang cô đi. Nửa đầu năm 1974, cứ mỗi tháng lại có khoảng một nữ sinh đại học mất tích. Những vụ việc này bắt đầu dấy lên mối lo ngại cho các thanh tra cảnh sát ở quận King và Seattle. Họ không thể tìm được bất cứ bằng chứng hữu hình nào, và những cô gái mất tích thì có rất ít điểm chung, ngoại trừ việc đều là những nữ sinh đại học, da trắng, trẻ trung, trông hấp dẫn với mái tóc rẽ ngôi. Rạng sáng ngày 11 tháng 6, Jorgen Hawkins, cũng là sinh viên Đại học Washington, đã biến mất khi đang đi xuống một con hẻm sáng đèn giữa ký túc xá của bạn trai cô và nhà nữ sinh. Sau này, Bundy thú nhận rằng hắn ta đã dụ dỗ Hawkins
đến xe của mình trước khi đánh cô bất tỉnh bằng một chiếc gậy xà beng. Tiếp đó, hắn còng tay Hawkins và chở cô tới một địa điểm khác, giết chết cô bằng cách bóp cổ rồi dành cả đêm bên cạnh xác chết. Trước khi mất mạng, Hawkins tỉnh dậy và bắt đầu trò chuyện với Ted Bundy. Bundy kể rằng Hawkins đã nói với hắn ta về bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha ngày mai của cô. Hắn ta còn nói thêm, chẳng có gì thú vị, nhưng những điều mà cô ta nói trong tình huống sắp chết như vậy thật là kỳ quặc. Bundy thừa nhận đã quay lại xem cái xác của Hawkins tới 3 lần và cũng quay lại con hẻm nơi đánh ngất cô vào buổi sáng sau vụ giết người. Tại đây, trong khi cuộc khám nghiệm hiện trường đang diễn ra, Bundy đã thu nhặt bông tai và một chiếc giày của Hawkins, vứt chúng ở bãi đậu xe kế bên rồi tháo chạy mà không bị ai chứng kiến. Thời gian này, thông tin về 6 vụ mất tích xuất hiện nổi bật trên khắp báo đài hai bang Washington và Oregon. Nỗi sợ hãi lan ra toàn cộng đồng. Phụ nữ trở nên ngần ngại khi xin đi nhờ xe người lạ hơn. Áp lực đè nặng lên các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng họ thì đang gặp trở ngại do thu thập được quá ít bằng chứng hữu hình. Cảnh sát cũng không thể cung cấp lượng thông tin ít ỏi thu thập được cho báo giới vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều tra. Có thêm những điểm tương đồng giữa các nạn nhân được ghi nhận, bao gồm họ thường mất tích vào ban đêm ở gần các công trình đang xây dựng, trong vòng một tuần sau kỳ thi giữa hoặc cuối kỳ, tất cả đều mặc quần thụng hoặc quần jean xanh, và ở hầu hết hiện trường đều có sự xuất hiện của một người đàn ông với cánh tay bó bột hoặc phải đeo đai cố định, lái một chiếc xe Volkswagen Beetle màu nâu hoặc nâu vàng. Đỉnh điểm của các vụ án mạng là vào ngày 14 tháng 7 năm 1974, khi hai cô gái bị bắt cóc giữa ban ngày tại một bãi biển đông đúc ở công viên tiểu bang hồ Sammamish, cách 30 km về phía đông Seattle. Năm người phụ nữ đã mô tả về một gã đàn ông trẻ tuổi, khá hấp dẫn, mặc một bộ đồ quần áo tennis màu trắng với cánh tay trái đeo đai cố định, có chất giọng nhỏ nhẹ. Hắn ta tự giới thiệu mình là Ted và nhờ các cô gái rời chiếc thuyền buồm từ chiếc xe Volkswagen Beetle của mình. Trong năm người, chỉ có một người đi cùng Bundy. Khi không thấy chiếc thuyền buồm nào trên xe, cô lập tức bỏ chạy. Ba nhân chứng còn bổ sung đã nhìn thấy Bundy tiếp cận Janice Ann Ott, 23 tuổi, cũng bằng câu chuyện về chiếc thuyền buồm và thấy cô rời bãi biển cùng Bundy. Khoảng 4 giờ sau, Denise Marie Nesland, một cô gái 19 tuổi, đang theo học lập trình, rời buổi dã ngoại để đi vệ sinh và không bao giờ trở lại. Sau này, Bundy nói rằng hắn ta đã bắt một trong hai cô gái chứng kiến mình hạ sát người còn lại, nhưng sau đó lại phủ nhận điều kể trên trong một cuộc phỏng vấn trước ngày bị xử tử. Cảnh sát sau khi xác định được nhân dạng của kẻ thủ ác, cũng như chiếc xe của hắn ta, đã cho dán cáo thị khắp khu vực Seattle. Một bản phác thảo tổng hợp cũng được xuất bản trên các tờ báo trong khu vực và phát trên các đài truyền hình địa phương. Bạn gái của Bundy là Elizabeth Clover và một giáo sư tâm lý học ở Đại học Washington đều nhận ra hồ sơ nhân dạng, bản phác thảo và cả chiếc xe. Họ lập tức báo ngay cho các nhà chức trách rằng Ted Bundy có thể là một nghi phạm. Thế nhưng, những cảnh sát phải xử lý tới hơn 200 đơn chỉ điểm mỗi ngày lại không tin một sinh viên luật sạch sẽ, không có tiền án lại có thể là hung thủ. Ngày 6 tháng 9 năm 1974, hai thợ săn gà rừng tình cờ vấp phải những mảnh hài cốt của hai cô gái Ott và Nesland cạnh một con đường phụ ở Issaquah, cách khoảng 3 km về phía đông công viên tiểu bang hồ Sammamish. 6 tháng sau, các sinh viên lâm nghiệp từ Đại học Cộng đồng Green River đã phát hiện ra hộp sọ và xương hàm của nhiều nạn nhân khác trên núi Taylor. Hàng loạt vụ sát hại tiếp theo được diễn ra. Ngày 2 tháng 8 năm 1974, Bundy hãm hiếp và bóp cổ một người xin đi nhờ xe ở Idaho, rồi lập tức phi tang cái xác xuống con sông gần đó. Danh tính của nạn nhân đến ngày nay vẫn chưa được xác định. Ngày 2 tháng 10 năm 1974, hắn ta bắt cóc Nancy Wilcox và siết cổ cô gái đến chết ngay tại vườn cây ăn quả gần nhà. Xương cốt của cô được Bundy chôn cất gần vườn quốc gia Capitol Reef nhưng không bao giờ được tìm thấy. Ngày 18 tháng 10 năm 1974, Melissa Ann Smith, cô con gái 17 tuổi của cảnh sát trưởng vùng Midvale, biến mất sau khi bước chân khỏi một tiệm bánh pizza. 9 ngày sau, thi thể khỏa thân của cô được phát hiện tại vùng núi lân cận. Xuôi xuống phía nam 40 km, Nora Ann Amy, cũng 17 tuổi, mất tích sau khi rời khỏi một quán cà phê lúc nửa đêm ngày 31 tháng 10 năm 1974. Thi thể khỏa thân của cô sau đó được những người đi bộ đường dài tìm thấy trong ngày lễ tạ ơn. Cả hai nạn nhân đều bị đánh đập, hãm hiếp và siết cổ tới chết. Nhiều năm sau, Bundy miêu tả về các nghi lễ dành cho các nạn nhân,
bao gồm cả những việc như gội đầu và trang điểm cho xác chết. Tới năm 1975, Bundy chuyển phần lớn địa bàn giết người từ phía Tây về phía Đông, từ Utah sang Colorado. Ngày 12 tháng 1 năm 1975, cô y tá 23 tuổi, Karen Eileen Campbell, biến mất ngay gần nhà trọ Wildwood. Một tháng sau, thi thể khỏa thân của cô được tìm thấy bên rìa một con đường đất, nằm ngoài một khu nghỉ mát. Campbell mất mạng vì bị đánh vào đầu bằng một hung khí cùn, để lại những vết lõm đặc thù. Các nạn nhân khác trong thời gian này cũng bị tấn công và sát hại dã man, bao gồm Julie Cunningham, 26 tuổi, hay Denise Lynn Oliverson, 25 tuổi. Đặc biệt, vào tháng 5 năm 1975, Bundy dụ dỗ Lynette Dawn Culver, khi đó mới chỉ 12 tuổi. Hắn dìm Culver xuống nước rồi tấn công tình dục cô bé trong phòng khách sạn của mình, trước khi phi tang xác Culver xuống sông. Ngày 28 tháng 6 năm 1975, Susan Curtis biến mất khỏi khuôn viên của Đại học Brigham Young. Vụ sát hại Curtis cũng chính là vụ án cuối cùng của Bundy thú tội trong những cuốn băng ghi âm trước khi bị hành hình trên ghế điện. Trong danh sách hàng chục nạn nhân của mình, hài cốt của 6 nạn nhân cho tới tận ngày nay vẫn không được tìm thấy. Tại Washington, trong số hàng ngàn cái tên, cảnh sát đã cho ra 26 cái tên được cho là nghi phạm. Một trong số đó là Ted Bundy. Các thanh tra cũng tự biên soạn thống kê 100 nghi phạm khả nghi nhất và cũng có tên Bundy trong đó. Ngày 16 tháng 8 năm 1975, Hayward, một sĩ quan tuần tra đường cao tốc, đã bắt giữ Ted Bundy ở Granger, ngoại ô thành phố Salt Lake. Hayward trông thấy Bundy đang lái xe thăm dò một khu dân cư. Khi phát hiện có cảnh sát tuần tra, Bundy lập tức phóng xe bỏ trốn với tốc độ cao. Cảnh sát tìm thấy một mặt nạ trượt tuyết, một mặt nạ nằm từ quần tất, một thanh xà beng, một còng tay, vài túi đựng rác, một cuộn dây, một chùy đục đá và một số món đồ khác. Bundy giải thích rằng mặt nạ là dành cho môn trượt tuyết, chiếc còng tay thì được anh nhặt trong thùng rác và những thứ còn lại đều là những vật dụng gia đình thông thường. Khám xét căn hộ của Bundy, họ vẫn không có đủ bằng chứng để tống giam ngay hắn ta và hắn được phóng thích nhờ bảo lãnh tại ngoại. Bundy kể lại rằng cảnh sát khi lục soát căn hộ, họ đã bỏ sót một sấp ảnh Polaroid chụp thi thể các nạn nhân và hắn ta đã đem đốt tất cả số ảnh này ngay sau khi được thả. Tháng 11 năm 1975, ba điều tra viên chính phụ trách các vụ án liên quan tới Ted Bundy bao gồm Jerry Thompson từ Utah, Robert Capel từ Washington và Michael Fisher từ Colorado đã tụ họp tại Colorado để trao đổi thông tin với khoảng 30 thanh tra và công tố viên từ 5 tiểu bang khác nhau. Những người tham gia cuộc họp thống nhất với nhau rằng Ted Bundy chính là tên sát nhân mà họ đang tìm kiếm và đồng ý là sẽ cần có thêm nhiều bằng chứng trước khi buộc tội Bundy. Tháng 2 năm 1976, Bundy đứng trước vành móng ngựa, nhưng chỉ bị buộc tội bắt cóc Darren, một vụ bắt cóc hụt của hắn ta vào tháng 11 năm 1974. Ted Bundy bị tuyên án hai tội danh là bắt cóc và hành hung. Ngày 7 tháng 6 năm 1977, trong khi được áp giải từ nhà tù hạt County tới tòa án hạt Pitkin ở Aspen để chuẩn bị cho một buổi điều trần sơ bộ, Bundy đã đào tẩu và chạy trốn suốt 6 ngày cho tới khi bị bắt lại. Qua lại nhà tù ở Glenwood Springs, Bundy đã phớt lờ lời khuyên của bạn bè và các cố vấn pháp luật là yên ở đó, đừng cố gắng trốn thoát bất cứ một lần nào nữa. Vụ kiện chống lại Bundy vốn đã rất yếu, giờ lại càng trở nên yếu hơn khi những bằng chứng quan trọng chống lại hắn ta đều được phán quyết là không được chấp nhận. Nếu khôn ngoan một chút, Bundy có thể nhận thấy rằng hắn đang đứng trước cơ hội lớn để được tráng án. Chỉ cần theo vụ cáo buộc bắt cóc Durant 1 năm rưỡi, nếu Ted đủ kiên nhẫn, hắn ta hoàn toàn có thể là người tự do. Nhưng thay vì kiên nhẫn, Ted Bundy đã mắc một sai lầm lớn khi lên kế hoạch trốn thoát lần hai. Đêm ngày 30 tháng 12 năm 1977, hắn ta đã trốn thoát khỏi nhà tù và tiếp tục thực hiện một loạt các cuộc tấn công và giết người khác. Ba vụ giết người đã diễn ra, bao gồm ba nạn nhân là Levy, Bowman và Leach. Vụ giết người tàn bạo nhất xảy ra vào tháng 2 năm 1978. Nạn nhân là Kimberly Diane Leach, 12 tuổi. 7 tuần sau khi bị sát hại, người ta tìm thấy phần xác khô của Leach trong một chuồng lợn. Cô bé đã bị cưỡng hiếp rồi bị cắt cổ tàn bạo bằng một con dao. Ngày 15 tháng 2 năm 1978, Bundy bị viên cảnh sát tên David Lee bắt giữ khi phát hiện chiếc xe mà hắn ta đang đi là xe ăn cắp. Áp giải gã nghi phạm vào phòng giam,
David không biết rằng anh vừa tóm được một trong 10 kẻ đào tẩu bị FBI truy nã gắt gao nhất. Bundy tại phòng giam còn nói với David: "Thả mày giết tao đi cho rồi." Tháng 6 năm 1979, sau khi chuyển địa điểm xét xử tới Miami, Bundy phải hầu tòa vì các vụ giết người và hành hung sau khi đào tẩu lần hai. Phiên tòa có sự tham gia của 250 phóng viên từ khắp năm châu và là phiên tòa đầu tiên được truyền hình toàn quốc tại Hoa Kỳ. Dù được tòa án chỉ định 5 luật sư, Bundy vẫn nhiều lần tự mình bào chữa cho bản thân hắn. Và chính sai lầm ngu xuẩn này đã phá hoại toàn bộ nỗ lực bào chữa của các luật sư. Một thỏa thuận nhận tội trước phiên tòa xét xử đã được thương lượng. Trong đó, Bundy sẽ thú tội giết Levy, Berman và Leach để đổi lấy bản án 75 năm tù thay vì nhận án tử hình. Bundy sẽ thú tội rồi chờ một vài năm để bằng chứng không còn hoặc thất lạc và để nhân chứng qua đời rút lại lời khai của họ. Hắn ta có thể lục đơn đề nghị sau kết án để gác lại lời biện hộ và đảm bảo được tha bổng. Tuy nhiên, Bundy từ chối thỏa thuận vào phút cuối. Hắn ta không thể đứng trước thiên hạ và tuyên bố mình có tội. Kết quả là Bundy bị kết án tử hình trong phiên tòa lần đầu tiên. Hai lần tuyên án tiếp theo, Bundy đều bị tuyên án tử hình bằng ghế điện. Lần cuối là vào tháng 2 năm 1980. Trong khi chờ bị hành quyết trong tù, Bundy lại tiếp tục quấy định vượt ngục và còn lén thư từ với một tên tội phạm nguy hiểm khác là John Hinckley Jr., kẻ đã ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981. Bundy còn đề nghị chia sẻ kiến thức chuyên môn tự phong của mình về tâm lý tội phạm giết người để hỗ trợ các cuộc săn lùng tên sát nhân Green River Gary Ridgway đang diễn ra ở Washington thời điểm đó. Bundy cũng thừa nhận hắn ta thường quay trở lại nơi vứt xác nạn nhân để nằm lại bên xác chết và thực hiện hành vi tình dục với những cái xác đang phân hủy cho đến khi chúng bắt đầu thối rữa. Hắn ta thường dùng một chiếc cưa sắt chặt đầu khoảng 12 nạn nhân và giữ một số hộp sọ làm đồ lưu niệm trong căn hộ trước khi vứt bỏ chúng. Khi không thể đưa ra thêm lời kháng cáo nào và cũng chẳng còn động lực để phủ nhận tội ác, đã chấp nhận án tử, Bundy đã quyết định thừa nhận toàn bộ tội ác, bao gồm cả 8 vụ án tại Washington và Oregon. Điều khủng khiếp đối với các điều tra viên là Ted Bundy kể lại những vụ giết người man dợ với một tâm trạng hết sức tự hào, nhập tâm và chi tiết đến rợn người. Một trong số nạn nhân còn bị hắn ta chặt đầu và đem về nhà bạn gái Clover thiêu trong lò sưởi. Hắn ta tâm sự: "Trong tất cả những việc mà tôi đã làm với Clover, đó có lẽ là điều mà cô ấy ít có khả năng tha thứ cho tôi nhất. Tội nghiệp cô ấy." Vào đêm trước ngày bị hành quyết, Bundy đã bàn tới chuyện tự tử. Hắn ta không muốn chính quyền có được cảm giác hài lòng khi thấy mình qua đời. Bundy chết trên ghế điện vào lúc 7 giờ 16 phút sáng ngày 24 tháng 1 năm 1989. Hàng trăm người đã tụ tập, hát hò, nhảy múa và đốt pháo sáng trên cánh đồng cỏ đối diện nhà tù khi cuộc hành quyết diễn ra. Xác hắn được hỏa táng và phần tro cốt được giải ở một địa điểm không được tiết lộ theo đúng di nguyện của Bundy. Ted Bundy là một tên tội phạm thông minh với IQ được cho là 136. Hắn gây án có tổ chức, sử dụng vốn kiến thức sâu rộng của mình về các phương thức hành pháp để tránh bị nhận dạng và bắt giữ trong nhiều năm. Bundy rất giỏi trong việc hạn chế để lại chứng cứ hữu hình. Các dấu vân tay và những bằng chứng hữu hình có ích chưa bao giờ được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Bundy cũng rất thông minh khi luôn biến đổi gương mặt như một con tắc kè hoa, khiến các nhà điều tra không thể nhận dạng hắn ta. Hắn ta trông khác nhau trong hầu hết mọi bức ảnh từng chụp. Thẩm phán xét xử Bundy từng nói: "Có những khoảnh khắc mà bạn không chắc mình đang nhìn cùng một người. Bundy đúng là một kẻ luôn luôn biến đổi." Theo các chuyên gia FBI, phương thức gây án của Bundy đã phát triển về tính tổ chức và tinh vi theo thời gian như một điển hình của những kẻ giết người hàng loạt. Trong nhiều trường hợp, Bundy bó bột ở chân hoặc đeo một cái đai cố định ở tay, đôi khi còn tập tễnh chống nạn, rồi nhờ đối tượng giúp hắn ta mang một món đồ nào đó lên xe. Bundy được đánh giá là một người đẹp trai và lôi cuốn. Những đặc điểm này giúp hắn lấy lòng tin của các nạn nhân cũng như những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Trong những tình huống mà vẻ ngoài và sự quyến rũ không phát huy tác dụng, Bundy viện tới phương án sử dụng uy quyền khi tự nhận mình là cảnh sát hoặc lính cứu hỏa. Sau khi Bundy bị hành quyết, thậm chí rất nhiều phụ nữ trẻ, nhạy cảm, thông minh, tốt bụng đã viết thư hoặc gọi điện nói rằng họ vô cùng suy sụp trước cái chết của Bundy. Nhiều người đã trao đổi thư từ với hắn ta và ai cũng tin rằng mình là bóng hồng duy nhất của hắn. Thậm chí có người còn cho biết
họ bị suy nhược thần kinh sau khi Bundy chết. Đây cũng là một tài năng của gã sát nhân khi rất giỏi thao túng tâm lý người khác. Bundy đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra tâm thần, đi kèm với đó là các kết luận rất đa dạng của các giới chuyên gia. Hắn được nhiều giáo sư tâm thần học và chuyên gia tâm lý cho rằng mắc nhiều loại rối loạn tâm thần khác nhau. Bốn loại bệnh tâm thần chính được kết luận nhiều nhất về Ted Bundy bao gồm rối loạn lưỡng cực, rối loạn đa nhân cách, rối loạn nhân cách chống đối xã hội và rối loạn nhân cách ái kỷ. Ngoài biểu hiện của rối loạn nhân cách cho thấy Bundy thường xuyên thay đổi sắc khí trầm cảm và hương cảm liên tục, hắn ta còn có dấu hiệu của đa nhân cách. Nhiều người quen của hắn đã có những lúc sợ hãi khi Ted Bundy đứng cạnh họ nhưng với tính cách của một con người hoàn toàn khác. Các biểu hiện rõ nhất của rối loạn nhân cách chống đối xã hội ở Ted Bundy là hắn không hề có cảm giác tội lỗi hay ân hận. Bundy nói vào năm 1981, cảm thấy tội lỗi chẳng giải quyết được gì cả. Thật đấy, nó chỉ làm ta đau lòng mà thôi. Tôi đoán mình đang ở một vị trí đáng ghen tị khi không phải đối mặt với cảm giác tội lỗi. Giáo sư tâm thần học Dorothy Lewis nói rằng, tôi luôn hứa với sinh viên tốt nghiệp của mình rằng, nếu họ có thể tìm thấy một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội ngoài đời, tôi sẽ mời họ ăn tối. Tôi chưa bao giờ nghĩ họ tồn tại, nhưng dường như Ted Bundy chính là kiểu người đó, một kẻ không hề hối hận hay đồng cảm với bất cứ ai. Về chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, Bundy thường tự cao tự đại, cho rằng hắn có thể lừa và thao túng tâm lý bất cứ ai. Một bác sĩ tâm thần thì thừa nhận, có khi anh ta còn thao túng cả tôi. Ngay cả trước khi bị hành quyết, Bundy vẫn có thể thao túng những chuyên gia tâm thần. Bundy đổ lỗi cho những ấn phẩm khiêu dâm và bạo lực đã biến hắn trở thành một Ted Bundy khác thường và nói rằng, các người sắp giết tôi, đó là cái cách các người bảo vệ xã hội khỏi bàn tay của tôi. Nhưng ngoài kia, vẫn còn rất nhiều kẻ nghiện nội dung khiêu dâm và các người không làm gì cả. Một điều đáng sợ trong suy nghĩ của Bundy là những ảo tưởng một cách điên rồ. Bundy luôn ngạc nhiên khi có ai để ý rằng một trong những nạn nhân của mình đã mất tích, bởi vì hắn ta luôn nghĩ nước Mỹ là nơi tất cả mọi người đều vô hình ngoại trừ chính họ. Và Bundy luôn kinh ngạc khi người ta làm chứng rằng họ đã nhìn thấy hắn ở những nơi buộc tội, bởi Bundy không nghĩ mọi người lại để ý nhiều đến vậy. Bundy phàn nàn với các điều tra viên rằng, tôi không hiểu sao các người cứ phải ra ngoài để tìm tôi. Có thể nói, bên cạnh chỉ số IQ cao, tâm lý của Ted Bundy còn là một ẩn số lớn. Hắn ta thật sự không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những việc mình đã làm. Đêm trước ngày hành quyết, Bundy đã thú nhận về 30 vụ giết người, nhưng tổng số nạn nhân thực sự vẫn là điều bí ẩn. Con số ước tính có thể lên tới hơn 100 người. Điều kinh khủng là Bundy không xác nhận rõ số nạn nhân đã giết. Hắn thích sự mập mờ đến điên khùng và cho rằng cứ mỗi vụ giết người được công khai thì sẽ có một vụ được giấu kín. Ngay cả các điều tra viên FBI cho đến ngày nay cũng không biết số người mà Bundy đã sát hại. Để có thể hiểu hơn về gã sát nhân tâm thần và bí ẩn này, các bạn có thể xem bộ phim tài liệu Đối thoại với kẻ sát nhân, thước phim về Ted Bundy do Netflix sản xuất vào năm 2019. Bộ phim này gồm 4 tập, chủ yếu nói về các cuộc phỏng vấn của người trong cuộc và những thước phim, đoạn ghi âm chưa được phát hành về cuộc trò chuyện với Ted Bundy. Nhấn theo dõi kênh D1699 để xem các kỳ án và các tội ác nổi tiếng khác.